Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay cho phép Tân bia chút xíu. Đây là sản phẩm của bên Tân, ống nhang. Tất nhiên là nó có rất là nhiều kích cỡ. Những ai yêu thương mình, ủng hộ lâu năm thì sẽ biết. Còn nếu mà vượt qua những kích cỡ mà Tân có đó thì đó là nhang mà mình mua sỉ rồi. Thì bên Tân có hút chân không dành cho những người mua sỉ, hoặc là những người mà người ta mua số lượng nhiều mà không có cần mẫu mã giống như vậy. Vẫn có logo, vẫn có tất cả mọi thứ, nhưng mà là hút chân không để các bạn có thể dùng được nó nhiều hơn, hoặc là kinh doanh khi mua sỉ bên Tân ha các bạn ha. Thì ai mà có nhu cầu sử dụng thì vào Tân Lê Horror Grip để mà mua dùm Tân ha. Ok, thì câu chuyện ngày hôm nay nó dựa vào một cái lời chia sẻ một cái anh này mới nói, mới hỏi Tân một câu á, là lúc sinh thời cái hồn ma nó sống làm sao, thì khi mà nó mất đi đó nó cũng giống y chang vậy, có đúng vậy hay không? Thì thật ra thì là đúng, nhưng mà đôi khi nó sẽ dữ hơn hoặc là nó sẽ hiền hơn. Nhưng mà cái trường hợp dữ hơn á thì nó sẽ nhiều hơn là hiền, bởi vì nếu mà hiền thì người ta đi tu luôn, đi siêu sanh luôn, chứ người ta không ở lại để người ta phá. Còn một khi người ta ở lại người ta phá thì là người ta dữ hơn ha các bạn ha. Thì anh này gặp cái trường hợp như vậy. Ở trong xóm của anh á, là có một cái người bị mất đi mà còn rất là trẻ, đua xe đó, lạng lách mất. Thì anh cũng có qua anh giếng bởi anh biết người này. Thì có một cái ngày anh đang ngồi thì anh cảm thấy choáng váng. Anh ngã gục ở bên cái cửa sau đó, có mấy cái bậc thềm anh ngồi chơi đó. Anh xỉu một chút xíu. Thì khi anh tỉnh dậy anh thấy đau nửa mặt. Và sau đó những ngày mà xảy ra cái chuyện đó, mặt anh bị bầm một bên, mà nó kéo dài suốt 3 tuần nó không hết. Mà cái vết bầm là vết tay của người ta giả trong mặt mình á, cho nên là anh mới đi khám. Thì bác sĩ nói là do anh quýnh nhau. Nhưng mà anh nói rằng là trời ơi, bản thân tôi là người mà chưa bao giờ kiếm chuyện ai. Tôi quýnh nhau thì tôi biết chứ, mắc gì đi khám chi. Quýnh nhau thì biết mình bị vậy rồi. Đằng này thấy lạ mới đi khám. Về thì nhiều người mới nói là giống dấu tay ta tát. Thì mới kêu đi khám đông y thử coi sao bị gì nhức quá. Thì đi khám này một ông thầy ở trong chùa. Vô trong đó ông mới nói là cậu bị ma nó giỡn. Cái hồn ma nó biết cậu, nó giỡn, nó giả cậu đó. Cho nên cậu mới bị cái chuyện đó. Thôi thì để tôi giúp cho nó tan cái vết bầm, vết âm khí đi. Thì mới vô đọc phù, sau đó nó đỡ 50%. Thì mới chữa nó hết đi. Anh này về mới tức tối. Anh tức trong lòng kiểu như là cái hồn ma nào mà nó vô duyên dữ vậy. Thì suy đi tính đi nghĩ lại đó, thì mới nhớ ra cái hồn ma cái thằng trong xóm đã bức. Vì cái thằng đó mỗi lần nó đua xe nó chạy về đó, nó đi ngang con đường, nó thấy anh ngồi ngay cái bờ hiên ở cửa sau đó, nó hay giơ tay nó vỗ trong mặt anh lắm. Cái kiểu mà côn đồ bạn, lưu manh sức láo đó. Thì khi nó mất đi á, cái hồn nó về nó chưa kịp biết là nó mất. Nó thấy anh ngồi nó giỡn. Một cái giỡn của con ma thôi mà nó ảnh hưởng đến như vậy. Thì anh nói rằng là anh đã tan vết bầm, nhưng mà kéo theo sau đó nhiều năm là tự nhiên ở dưới cái mắt của anh kéo lên màng tan nó có cái vết đen nó hoài. Thì anh mới mua cái sản phẩm của Tân về anh đốt được khoảng 2 tháng. Thì cái vết đó mất hoàn toàn. Thì Tân nghe Tân cũng hết hồn. Tân nói trời ơi, em đốt nhang trầm đó thì đầu tiên là thơm. Thứ hai là nó tăng phúc khí. Thứ ba là nó xua cái âm khí đi. Nhưng em không có nghĩ là nó có tác dụng làm xóa nám do âm khí để lại. Cái này Tân không biết thiệt. Tân nói thôi chúc mừng anh. Thì sẵn đây thì Tân kể câu chuyện tặng anh với các bạn luôn. Lúc sinh thời cái hồn như thế nào đó, lúc mất đi á, một là nó y như vậy, hai là nó dữ hơn. Thì cái đa số là nó sẽ dữ hơn. Nó mới gọi là hồn ma bóng quế thành quỷ mà. Thì cái câu chuyện của Tân nó đến từ một cái người anh ngày xưa. Thì anh này là một trong những cái người cũng hay gọi Tân đi show quay đám ma cũng mười mấy năm rồi. Cái thời điểm đó, anh mới gọi Tân hoài. Tại vì sao? Tân làm ở một cái tiệm khác.
Cho nên là một cái tiệm mà nó gần như là bạn, nhưng mà nó cũng có cái công việc riêng của nó có show thì nó phải phải làm, mà nó gọi mình là trừ khi nó đông khách lắm nó mới gọi mình để mình cứu, nó gọi là chia sẻ chén cơm lại cho mình. Tại bạn biết không, cái nghề là đám ma đám cưới á, người ta rất là ngại chia sẻ khách của người ta. Bị vì sao? Thứ nhất, mình quay là những con cháu người ta sau này đó cũng sẽ nhờ mình, cho nên là người ta bắt buộc là người ta sẽ dành show, chứ người ta không bao giờ người ta chia. Bây giờ đó các bạn có nhiều lựa chọn là do thông tin truyền thông, do mạng, do này kia nó có, thì các bạn có thể lên lựa được cái studio. Còn ngày xưa nó không có. Ngày xưa là cha truyền con nối, có nghĩa là đám ma của ông ba mà mình tới mình quay thì đến người con, đến người cháu, cậu dì chú bác người ta sẽ nhớ mãi cái số của mình để người ta liên hệ. À, chứ không phải là người ta đi lựa. Cho nên là cũng có những chỗ nó quay rất là tào lao. Thì cũng có những cái chỗ mà quay tốt thì người ta lại không có nhiều show, là tại giành giật nhau rất là nhiều. Thì khi mà ông anh này ông gọi cho mình mà tần suất nó quá nhiều, mình thấy thắc mắc. Mình nói ủa anh, bộ anh nhận show mà người chết nhiều lắm hay sao mà anh gọi em hoài vậy? Anh để lại cho em nhiều khách lắm á. Tại vì nếu mà để một hai show mình mời nhậu, còn nếu mà để mà quá nhiều show vậy mình có nhiều tiền thì mình sẽ chia sẻ theo cái kiểu giống như là mình gửi lại phần trăm. Đó là cái cách mình sống làm ăn. Thì đây là cái cách của cái tiệm của Tân làm. Nghe ngày đó Tân không phải là chủ tiệm, Tân là người làm công làm thuê thôi. Cái người ta trả lương cho mình thì cách cái người chủ của Tân đó, họ đối xử như vậy. Chứ còn Tân đi thì đổ xăng với lại tiền 20-30 ngàn thời điểm đó thôi, chứ Tân cũng không phải là được cái nguyên cái show đó. Thì lúc đó là anh mới nói là để anh gọi điện anh chia sẻ sau, chứ bây giờ anh đang bận lắm. Thì mình nghĩ là trời, không lẽ là thành phố mình dạo này có đám cưới đám ma nhiều dữ vậy trời, mà xong chỗ mình nhờ ổng bút không à. Nếu như ổng không có đưa show á thì cái tiệm của mình không có một show luôn. À, mình suy nghĩ vậy, ổng quá trời. Nhưng mà sau đó đó mình nghe tin ổng bị bệnh rất là nặng, dường như là ổng bỏ nghề sau lần đó luôn. Thì mình mới cầm giỏ trái cây, mình đại diện cái phòng của mình đó, là mình vô mình thăm. Thì khi mình vô mình thăm á, mình mới thấy ổng đang nằm. Bạn biết không, ổng có một cái vết cắt kéo dài từ phía sau cổ ra đằng trước mà nó chảy máu đen không. Mình tưởng nó ngoại tử, bạn biết không, mà ngoại tử ngay đó là bạn chết. Thật sự ngoại tử một cái móng chân thôi mà nó kéo lên đầu gối, mà chữa không không đúng, cưa chân là mất mạng là chuyện bình thường. Đằng này là ổng kéo ngay cổ, sau đó sau lưng ổng là cái chục vết như vậy luôn. Thì Tân nhìn Tân mới tưởng rằng là ổng bị người ta hành hung, dùng những cái từ xã hội đen quá thì nó ghê quá. Mình dùng từ hành hung, người ta dùng hung khí, người ta xả. Thì Tân mới nói là trời, anh bị gì mà ghê dữ vậy anh? Ông mới nói là anh bị ma ám. Lúc đó mình nghe mình tỉnh luôn, nói ủa ma gì mà ám ghê vậy anh, giống trong phim vậy. Ông nói đau lắm Tân ơi, bây giờ chữa, đầu tiên là chữa cho nó lành cái vết thương mà nó không lành. Thì Tân mới nói rằng ma ám á, mà bị giống vậy á thì em coi phim Hồng Kông á, em thấy người ta đâu vô bệnh viện đâu, mà người ta phải kêu thầy, hình như lấy rượu lấy nếp á, người ta sát lên cái chỗ đó để cái âm khí nó tan, hay là lấy tro nhang á, người ta làm gì đó chứ không phải là người ta vô bệnh viện đâu. Hả, thì mình vô mình nhiều chuyện ổng nghe thiệt kìa. Hả Tân nói thiệt, trời em coi phim chú Lâm Chánh Anh làm vậy đó, chứ em chưa thấy chú Lâm Chánh Anh đưa vô bệnh viện bao giờ đó. Tính mình xưa nó cũng hài hài, mấy anh em cũng thương lắm. Thì mình vô mình nói vậy đó, thì anh mới nói à, anh đâu có quen thầy đâu. Nói thầy nào vô chùa nào cũng được, anh vô chùa bao giờ chưa? Cái chưa, anh là người bên đạo mà Tân. Trời ơi, bên đạo vô gặp cha xứ thử coi cha có gì không. Thì ổng mới nghe vậy đó, ổng đau quá thì chiều hôm đó trốn viện. Trốn viện Tân còn nhớ là cầm theo một xấp vải để lau cái máu đen. Thì mới vô chùa.
không có vô nhà thờ mà là vô chùa. Vô chùa thì cái ông thầy ông nhìn thấy đó. À, các bạn biết không, hồi xưa chùa đó là các vị sư người ta rất là cao đạo đó. Cái đạo người ta cao lắm, mà họ sống bình dị lắm, họ không có trưởng giả cao sang như bây giờ đâu. Các bạn vô cái chùa các bạn thấy một cái sự bình dị đúng nghĩa. Ngoài mùi nhang, cái mùi cây cỏ, những cái tiếng kinh kệ, bạn sẽ thấy một vị sư chủ trì quét lá, lau bàn thờ, chứ không phải là cái sự trang trọng đến mức mà mình choáng ngợp như bây giờ. Bình dị lắm. Thì vô nhìn thấy thì sư nhìn, sư không có hỏi. Sư nói là kiếm chuyện chi để mà cái dòng nó theo vậy cậu. Thì cái anh này mới nói là con không có kiếm chuyện. À, con không có kiếm chuyện mà con biết nó theo. À, con thấy được một trong ba đứa nó. Nhưng mà bây giờ con vô bệnh viện người ta nói là cái vết thương nó nặng. Người ta cho uống kháng sinh với lại người ta rửa vết thương nhiều rồi mà đau lắm, chịu không nổi. Nó giống vô tới xương á. Thầy nói là thôi bây giờ vô bên trong nằm đi. Rồi tôi vô tôi đọc kinh cái đã. Để cho cái âm khí nó tan cái đã. Rồi tôi mới chữa được. Thì khi mà đưa vô trong nằm đó, thầy vô thầy đọc, thầy kêu hết tất cả các đệ tử ra đọc chung. Rồi sau đó là mới lấy rượu đó, lao cái vết thương. Các bạn biết không, một cái chuyện mà Tân thấy Tân không tin mà nó có thật. Chỉ tầm khoảng 2-3 tiếng thôi, cái vết đen đó, nó chuyển thành cái màu tươi. Nó không có hết nha, nhưng nó chuyển thành màu tươi. Cái cảm giác mình giống như nó mới bị chém vậy đó. Nó mới bị hành hung vậy đó. Chứ không phải là cái màu thấy gớm lúc ban đầu. Nó còn có mùi hôi hôi nữa. Nhưng mà từ từ nó chuyển nha. Đập đến đâu nó chuyển đến đó. Mà khi ra tươi vậy rồi đó, thì thầy mới nói là bây giờ vậy. À, cậu ngậm giùm tôi một cái lá bùa. Cậu giấu dưới lưỡi á. Rồi cậu vô bệnh viện may vết thương lại đi. Nhưng mà đừng đi cái bệnh viện mà cậu đã đi. Mà đi bệnh viện nào gần đây cũng được. Ta vô người ta may lại. Người ta nói gì kệ người ta. Không có giải thích mà cũng không có phải nói gì thêm hết. Thì anh này anh nghe. Tân mới chở vô. Chở vô may lại. Lúc đó tính cũng mắc lắm. À, tại may rất là nhiều vết. Người ta may lại, người ta đưa thuốc về. Thì mới vòng lại chùa, thầy mới nói rằng là rồi cậu đưa tôi lại cái lá bùa, cậu còn không? Thì em mới nhả ra. Em nhả ra, em cầm, em để. Thầy mới nói một câu rằng là cái hồn ma này đó, thì nếu như mà anh muốn đó, mà hết đó, anh phải ở chùa này một thời gian. Tại vì ma quỷ đó, nó vô đây một là nó muốn siêu sanh nó mới vô. Hai là nghe kinh kệ. Chứ còn vô đây sanh sự là không có được. Tại cái hồn này là cái hồn không đầu không đuôi. Không đầu không đuôi không phải là ma không đầu cục tay cục chân, không phải. À, thì thầy mới nói vậy thì anh đồng ý không? À, thì anh này anh đồng ý. Anh vô chùa đâu là 4-5 năm. Thì lúc đó đó, Tân chỉ gặp ảnh thời điểm đó, Tân biết câu chuyện thời điểm đó thôi. Thầy mới hỏi là sự tình nó như thế nào mà nó căng như vậy. Ảnh mới nói là lúc đó đó là con nhận một cái xô đám ma. Thì cái xô đám ma đó là của một cái người trong giới xã hội. Ở nhà đó có ba anh em với một bà mẹ, ông bố chết rồi. Thì cái người anh cả đó là bị người ta xử chết ở ngoài đường. Mới đem về làm đám tang. Làm đám tang thì phải chực hòm. Bạn còn nhớ không? Chực hòm là mình ngồi kế bên, mình mở đèn. Để mà mình quay quan khách tới. Thì do đây là dân xã hội cho nên là rất nhiều người xã hội người ta tới. Để người ta giếng anh em của người ta. Thì lúc đó là anh ngồi anh chực. À anh chực. Thì anh chứng kiến một cái sự việc là vậy. Sau 11 giờ đêm là anh không làm nữa. Anh thu dọn đèn đớm anh đi về. Nhưng mà sau 11 giờ anh mới ra ngoài đầu hẻm. Anh ăn tô phở. Anh mới về sáng hôm sau mình vô mình ngồi mình chực hòm tiếp. Thì có một cái băng nhóm ở Đồng Nai á, người ta xuống. À ta xuống khuya. Thì người ta vô người ta bái lại anh em người ta. Nhưng cái băng đó không phải là bạn của người chết.
mà là bạn của hai người em còn sống, là thằng hai thằng ba đó, thì cái băng đó là bạn của người thứ ba, là người Út, thằng Út trong nhà. Nhưng mà cái ông đó, cái ông mà bạn của ổng đó, đáng ra ổng phải ra ổng tiếp. Thì ổng không ra ổng tiếp mà ổng ngủ. Ổng mới để cho anh của ổng tiếp. Thì anh của ổng tiếp thì cái băng mà nó ngồi từ Đồng Nai xuống đó, nó mới nói vậy nè. Đi khuya quá xuống thì đem một hai ba thùng rượu ra anh em nhậu rồi anh em về. Coi như là chia buồn với lại anh trai trong hòm. Thì các bạn biết rồi. Nhưng mà Lục Lâm bên ngoài mà cái cách nói chuyện đâu có khéo. Chính vì vậy mà cộng thêm cái sự ngạo mạn thì xảy ra án mạng, xảy ra đánh nhau là chuyện rất bình thường. Thì cái ông anh hai ông nghĩ đây là bạn của thằng em út mình thì cũng như em út của mình. Cái gia dế là vậy thì mới nói là tụi bay đó ha, uống trà đi về liền. Ở đây cũng mai nhậu tụi bay hết. Khuya rồi, đám tang chứ không phải là đám cưới. Không phải đãi tiệc mà vô nhậu. Thì mới xảy ra ẩu đả ngày hôm đó. Thì cái nhóm Đồng Nai đâm chết luôn cái người anh sao. Thì cái thằng em đó, nó đang ngủ bên trong nó mới nghe vậy. Nó nghe vậy thì nó tưởng là cái nhóm mà hại chết anh cả nó tới. Nó mới xách con dao, nó phóng từ trong nhà, nó phóng ra, nó lụi tùm lum, nó loạn xạ hết luôn. Thì khi ra tới đầu đường, nó cũng bị chính những người bạn ở Đồng Nai đâm chết. Có nghĩa là trùng tan một lúc ba anh em luôn. Bạn thấy cái nghiệp của ngoài xã hội nó ghê gớm như thế nào? Chỉ vì một phút nóng giận, một phút hiểu lầm nhau. Từ cái chết con anh cả mà lôi thêm hai thằng em theo luôn. Và nhiều người chết ngày hôm đó nữa là thuộc về cái băng nhóm bên Đồng Nai đó, hai bên ẩu đả. Thì cái ông mà bạn mình á, cái ông quay phim đó, ông chứng kiến hết cái sự việc đó. Thì trong nhà còn đúng một bà mẹ thôi. Thì bà mới khóc. Thì sau khi xuống giám định này kia hết thì người ta mới cho xác về liền để làm đám tang. Người ta xác định đây là sự ẩu đả nhau, giết người do ẩu đả. Thì đối tượng bị bắt thì người ta trả xác về để cho gia đình kịp làm đám tang với mục đích là chôn một lúc ba đứa con luôn chung một ngày. Chứ còn mà ngày trước ngày sau nữa, như là sớm giềng nó ồn là nhất, thứ hai nữa là tiền đâu mà bà này bà chịu nổi, nhà lao động mà, thì bà đi vòng vòng bà vay mượn để mà bà lo đám tang cho ba đứa con một lúc, ba đứa con trai. Thế thì lúc đó là ông bạn của Tân, thay vì thời điểm đó ổng nên rủ lòng thương, ổng vô ổng miễn phí, hoặc là ổng làm sao đó ổng làm từ thiện lúc đó liền, tại vì đây là quan nghiệp. Nếu mà ổng làm không có lòng tốt, làm từ thiện đó thì ổng được phước rất là lớn. Nhưng mà ổng vô ổng tính thêm tiền, ổng tính thêm 800.000 tiền quay bạn bè với lại hai cái hòm mới. Mà bạn biết rồi, gia đình của người ta khó khăn, bạn nhìn nhà bạn biết khó khăn rồi, nhà lao động mà. Bạn thấy người ta chết bà vô tính tiền vậy. Thì chòm sớm người ta biết, ta ra vô người ta mới nói. Nếu như mà tao mà biết mày vậy, ta không bao giờ tao thuê mày tới quay. Tới quay đám tang phải có tình có nghĩa, cũng cùng một cuốn băng thôi. Mà mày thấy người ta chết thêm hai người, mày vô mày tính mỗi cái hòm 400. Mà mày biết bả đi vay mượn khắp sớm đó, để mà bả lo được đám tang hai đứa con rồi thiêu một lúc ba đứa con nữa. Mà chồm sớm người ta cho không, người ta không thèm lấy một cái đồng lời nào, người ta cũng không nói cho mượn, người ta cho không. Vậy mà vô tính người ta 800, mày ác quá. Thì ông bạn của Tân mới chửi. Ông nói là cuộc sống mà bộ băng quay phim không mua bằng tiền hay sao? Trời ơi, phải ở lại thêm mấy đêm nữa. Tôi tính 800 là rẻ đó, đúng ra tính 2 triệu mấy đó. Tôi thấy bà tội tính 800, nó làm phải có công chứ. Đó. Thì bà mẹ thì khóc mà. Chỉ biết ngậm đắng ngậm ngùi thôi, để con mình đó, nó qua cái đám tang. Bà đau quá rồi, bà đâu có cãi nữa. Đó, thì bạn biết là cái sự cố như vậy. Thì sau khi quay xong xuôi hết rồi,
Thì ổng cũng về ổng dàn dựng ra video hết, ổng qua ổng gửi. Thì bà mẹ lúc này bà mới tỉnh ra, bà mới thấy bây giờ cuốn băng nó làm gì nữa, cái đĩa nó làm gì, cuốn băng làm gì nữa, con bà mất hết rồi, người thân đâu còn đâu, còn mình ên bà là bà coi cho bà đau thêm. Thì bà mới cầm cuốn băng bà quăng sọt rác luôn. Thì ông này ông mới chửi, ông chửi một đôi câu gì đó trước bàn thờ của ba người mới vừa mất, mà cái vong đó là vong xã hội. Thì ông đi về, ông đi về ông đâu có về à mấy bạn, ông đâu có về là bà mẹ bà buồn quá, bà cũng đi. Thế là bà chết sau mấy ngày đó, mấy ngày sau khi con bà chết chưa cúng được 7 ngày là bà mất luôn. Cho nên thầy mới nói là cái vong hồn ở ở đây đó là không đầu không đuôi, có nghĩa là họ không còn gia đình và cũng không còn ai mà bái bái tạ cúng bái nữa. Thì cái vong nó nghĩ mẹ nó mất là do ông này, tại vì ba đứa hồn ma ba đứa xã hội mà nó đâu cần hiểu đâu, nó chỉ biết mẹ nó quăng nó cũng mang, nghe là không hài lòng. Rồi sau đó mẹ nó khóc, ông này ông chửi mẹ nó, thì nó đi theo nó hại. Bạn thấy ớn không? Chỉ vì một cái sự việc tham tiền thôi, một cái sự việc tham tiền thôi mà ông anh phải đối diện với cái chuyện đó mà mất luôn nghề. Sau khi đi tu thì Tân không có biết là có trị dứt hay không, nhưng mà lúc đó thầy nói nếu mà cậu chỉ cần bước ra ngoài xã hội thôi là cái vong nó theo cậu cả đời. Hôm nay á, có Phật pháp nó chưa làm gì được cậu, nhưng ngày mai cái tâm tham sân si của con người lên đó thì đồng thời nó sẽ tới, nó chạm vô cậu lại. Cho nên ở đây vài năm đi, nếu được thì tu tập luôn đi, hồi hướng cho cả gia đình của người ta, bởi vì gia đình của người ta đã mất hết rồi. Bây giờ có bà con cô bác đi nữa thì cũng mạnh ai nấy sống, không có ai mà đi quy y để mà hồi hướng cho gia đình nó nữa đâu. Lúc sinh thời người ta bôn ba đại dân xã hội, khi mất đi người ta cũng là cái hồn ma rất dữ. Nay cậu vô cậu tính toán với gia đình mà tính ngay mẹ người ta, mà vô tình xui cho cậu là mẹ người ta vì buồn mà mất. Nhưng mà đường âm ti đó, tuy về một nhưng mà cũng lắm ngã để đi. Người mẹ thì có tu tập chứ đâm ra là đi về địa phủ chịu tội hướng khác, không nhìn thấy ba đứa con. Ba đứa con thấy mẹ mất mà không thấy mẹ mình đi chung, mới ở lại để mà hại ông này. Các bạn thấy không? Cuộc đời nó có nhiều cái ly kỳ lắm. Tân kể cho các bạn câu chuyện ngày hôm nay, bạn thấy đôi khi đồng tiền đó, nó rất là quan trọng, nhưng đôi khi mình làm phước đúng nơi đúng chỗ đó, một là cái đại ơn mình rất lớn, hai là mình tham một chút xíu thôi mà cái đại tội mình nó khiến cả đời. Ông anh nó bây giờ tin tức thì cũng không có rõ ràng, tại vì sau này thì mình cũng đã chuyển sang một cái giai đoạn mới rồi, mình đã phát triển, mình đi lên một cái hướng khác. Nhưng mà mình biết được cái câu chuyện này mình kể các bạn nghe, là một cái người anh thời đó đã từng va chạm mà gặp chuyện tâm linh trong lúc quay đám ma. Cái câu chuyện của Tân cho thấy bạn thấy là đôi khi trong cuộc sống có nhiều điều nó đến bất ngờ lắm, mình không biết đâu mình chở. Thiệt tình nếu không chính mắt nhìn thấy những cái chuyện đó mình không tin, tại vì đầu đuôi ông thầy ông không hề biết là ông đâu có chứng kiến đâu, anh này đâu có kể ngoài chuyện than đau, đâu có kể mà ông biết có ba vong hồn là dân xã hội đi theo. Thì rõ ràng ông nhìn thấy, rõ ràng ông thấy mới biết, ông anh mới tin mới kể. Bạn thấy không? Hai cuộc sống là như vậy. Thì Tân kể nhanh bạn nghe câu chuyện ngày hôm nay thôi, bị nhà kế bên ta đang xây dựng nữa, nếu như mà kể mà trễ chút xíu người ta khoan đục là không kể được ha, cho nên câu chuyện không có thể nào dài lắm, chỉ đến đây thôi. Thì các bạn thấy như thế nào cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.